Ok, xin chào mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Thì ngày hôm nay mình có một cái ngày buổi tiệc cưới. Thì mình đã làm xong việc ngày hôm qua rồi. Thì bây giờ thì mình đang ở trong một cái căn Airbnb đó, ở thành phố Minneapolis của tiểu bang Minnesota đó. Thì mình tới đây thì thuê khách sạn, thì mình sẽ, nếu mà khách sạn không thuận tiện thì mình sẽ thuê cái Airbnb để mình ở. Thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về cái Airbnb mình ở, nó rất là dễ thương đó. Bây giờ nha, đây đây là cái bước từ cửa vô. Đây à, rất là sạch sẽ, rất là đẹp. Và cái không khí ở đây á, cái không khí ở đây là rất là tuyệt vời. Vào ở mình sẽ nói sơ về cái không khí ở đây. Thì mình đang ở đây là vào mùa hạ sang thu đó, là cảnh trí ở đây nó sẽ đẹp như thế này, cây cối nó sẽ xanh như thế này đó. Nhưng mà trong khoảng tháng 10 bắt đầu nó sẽ có tuyết, và khi mà nó có tuyết thì nó sẽ rất là buồn đó. Cảnh vật ở đây nó sẽ hoàn toàn khác, và nó sẽ có tới 6 tháng mùa đông gọi là cực kỳ lạnh, nó âm tới mười mấy độ C. Nên nếu mà ai thích lạnh thì có thể di chuyển tới những cái bang này ở. Còn đây là mình chỉ tới đây để mình làm việc thôi. Mình nghe 6 tháng buồn là mình thấy quá buồn, mình cảm thấy là có thể là mình không ở được đây. À, giờ mình bắt đầu với căn hệ bình thường nha. Thì nhìn đó, trực diện đây á, là cái đường đi vô này. Này à, rồi qua bên trái này là cái bếp đó. Hình như là nhà này hình như có là nó có 5-6 phòng rồi đó. Đó, rất là nhiều phòng này. Cái chữ này vào private đó là chủ nhà đó. Rồi ở đây nó có một cái tầng hầm như thế, mình không muốn xuống, mình không muốn xuống đây. Rồi đi thẳng vô đó, đây là trên lầu, lát nữa mình xin sẽ lên lầu đó. Rồi nhìn vào bên trái là nó có những cái phòng khách đó. Mình sẽ quay sơ phòng khách cho bạn xem đó. Trang trí rất là nhiều đồ đạc nhỏ nhỏ, rất là dễ thương. Và đây là chắc là ảnh của gia trong gia đình. Đây là ảnh chắc của trong gia đình, hoặc là những người tới chơi Airbnb mà họ chụp lại. Đồ nhỏ 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 mà không có gì lớn hết á, tại cái cơ bản cái nhà này nó cũng nhỏ. Đấy, bàn ăn nè, rồi trang trí đèn nè. Những cái căn Airbnb như thế này mình thấy là có nhiều thể, rất là nhiều thể loại. Có người thích cổ thì họ tối đèn, những cái đèn này nó sẽ sáng. Và những người mà thích cổ, thích những đồ trang trí cổ thì họ sẽ trang trí cái nhà rất là nhiều vật dụng như thế này, đó, đủ hết. Đó, và thường là đồ như là gia đình họ xài luôn. Ở đây, tiếp tục. Đây là cái bếp, thấy không? Hay những bếp đó có những ly rất là dễ thương, thấy không? Có thể sáng là xuống đây, ở đây nấu nướng rồi, nhưng mà mình nghĩ nấu nướng nhỏ thôi, mình uống cà phê hay mình hâm đồ thôi, chứ nếu mà thật sự nấu thì nấu quá nhiều. Tại đây là bếp, nhà bếp của Mỹ nữa, nên nó sẽ thiếu những cái đồ giống như là Việt Nam nấu. Đó. Đây 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 là cái lịch gì đó, chắc là lịch của những người mà đến thuê nhà, họ sẽ note lại ở đây. À, nó có những cái nốt nốt này. Rồi bên này á, thì là hình như là phòng tắm, đây là phòng của chủ nhà này. Rồi dưới đây là căn hầm đang nói nè, còn sử dụng làm nhà vệ sinh chung. Đây nhà vệ sinh trang trí rất đẹp nè. Đó, có đèn nè, rồi có gương nè, đây là cái tắm nè, rồi chỗ này là cái bồn. Rồi cũng trang trí ở đây cũng ok đó. Tắt đèn thì con đèn này nó bấm sáng. Và cái mà mình đánh giá cao đối với những căn Airbnb á, cái mà mình đánh giá cao những căn Airbnb á, là khi mình bước vào một ngôi nhà, khi ở Mỹ nha, cái sự là tính là private đó, nó rất là cao. Và nhìn vô một căn nhà thì mình vô đó ở, mình cảm thấy không có sợ, mình cảm thấy gần gũi á, là mình có thể ở được. Chứ vô một căn nhà mà thấy nó u tối và nó sợ quá thì mình
không có dám vô. Đó. Thì tiếp tục. Tiếp tục đây là ở ngoài sân sau. Tính ra ngôi nhà này rất là rộng. Sân sau rất là lớn. Đó, đây là cái đây là cái cửa lưới nè. Ngăn ruồi muỗi nè. Đó. Rồi. Đây. Tính ra ngôi nhà này là rất là lớn. Nó tới khoảng 3 4 cái phòng ngủ luôn. Có ở dưới tầng hầm là họ tạo thêm một cái chỗ ngủ thôi. Là ở dưới kia. Đây sân sau người ta trồng nè. Đó. Vào mùa xuân, mùa thu, xuân hạ thu thì cảnh trí nó sẽ rất là đẹp như thế này. Nhưng mà mùa đông cái là chỗ này tuyết trắng hết, tuyết phủ trắng hết, trên mái trắng bùm hết luôn. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ lên lầu nha. Đó, private là của giống giật của giống cảm giác như của chủ nhà. Đó, lên lầu. Đó, thì bên này có một cái phòng nữa hay sao đó. Còn bên này là cái trống rồi. Đó, thì bên này cũng có thêm một cái phòng nữa. Đó, trang trí rất là đẹp. Một phòng lớn và một phòng nhỏ nè. Rồi ở trong đây là chỗ để đồ. Để đồ những cái mấy bàn ủi rồi nệm rồi ra giường các kiểu. Đó, còn đây gương đây. Đó, phòng này thì trang trí rất đơn giản không? Rất ít đồ. Và cái tông màu của nó là chỉ là xanh và trắng thôi. Đó, xanh và trắng. Rất đơn giản. Đó, một cái bên mi mà cho mà không phải cho thuê nguyên căn, chỉ cho thuê cái phòng thì mình có thể trang trí như thế này là cảm thấy là rất là ok rồi. Đó, rồi mình sẽ qua cái cảnh mình ở. Ở đây thì nó là có khăn, có những cái miếng cái mền. Nếu mà mình thấy không đủ ấm thì mình sẽ lấy những cái mền này mình vô đây mình ngủ. Đây, đây là cái chỗ mình ở. Mình đi làm việc mình sẽ đem những vật dụng như thế này, ba lô rồi đó. Ở trên đây thì họ sẽ có cái kệ để sách, rồi họ có thuốc cho mình uống luôn. Thuốc đau bụng, giảm sốt, giảm đau, thì rửa tay nè. Có hết họ cho mình nè. Rồi cái bạn bên này thì là bạn tên Thi. Bạn nó đang kiếm đường để cho mình đi chơi, lát nữa mình đi chơi. Đây, không, có gối nè, có tủ nhỏ nè. Đó, có đồ móc đồ nè. À, rất là thiết kế rất là nhỏ. À, căn mình cũng nhìn rất là gọn mà cũng rất ấn tượng là có cái họ vẽ được, họ dán giấy. Cái này để dán giấy nè. Cái đường dán nè. À, hai căn là hai cái kiểu khác nhau. Bên kia thì nó sẽ trắng mà nó xanh, nó sạch hơn. Bên này thì cảm giác nó ấm cúng hơn chút xíu. Đó, nó như thế này. Rồi có tạp chí. Đó, thì trước mặt mình có một cái bức tranh. Thì thường á, thường những cái nhà mà như thế này á thì họ sẽ trang trí rất là nhiều vật dụng nhỏ nhỏ để tăng thêm cái sự sinh động cho cái ngôi nhà. Thì mình cũng vậy, mình nếu mà mình làm Airbnb á, mình cũng có ý nghĩ là làm Airbnb mà khi mà mình làm á thì mình cũng sẽ trang trí như thế này, nhưng mà theo một phong cách nó khác, nó gọi là ngắn gọn, nó ngăn nắp hơn. Còn này thì họ trang trí theo kiểu là hơi hướng ấm cúng, những cái màu ấm cúng của gia đình. Đó. Thì trong cái quá trình mà kinh doanh Airbnb nữa thì mình cũng nên có những chi tiết nhỏ nhỏ như là thuốc men nè, rồi có thêm